Xin kính chào quý vị khán giả cùng toàn thể quý cô bác anh chị. Chào mừng quý vị đến với kênh Hoa Cổ Núi. Hôm nay tiếp tục là một cái hành trình của mấy anh em đi trao quà Tết. Hôm nay đồng hành với Tuyên thì có anh Khâm, anh Hiệp và không thể thiếu anh Hoàng nữa. Rất là nhiều anh em đi để chuẩn bị tiến hành làm cái công tác trao quà từ thiện. Mời anh Khâm. Xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì Khâm rất là vui khi mà được đồng hành với anh Hiệp, anh Tuyên cũng như là anh Hoàng cùng anh em trong đoàn, là anh em mình tiếp tục đến một xã là xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, cũng là một xã rất là xa cái trung tâm thị trấn. Ngày hôm nay anh em mình vào là cũng là 100 xuất quà đến cho bà con đấy, và để cho nó khách quan thì là tất cả bà con hôm nay đã ra đến trung tâm xã ở đây rồi. Anh em bây giờ đang triển khai tiến hành là những cái thủ tục công tác ban đầu là treo băng rôn và quà đấy, tí nữa là anh em mình chắc có lẽ là cũng không lâu nữa đâu đấy, bà con sẽ được hôm nay tết. Thì cũng được sự quan tâm của chính quyền thì anh em cũng đã liên hệ được với chính quyền, chính quyền cũng đã tiếp đón và chú đáo để cho anh em chuẩn bị công tác trao quà các bác nhé. Bây giờ Tuyên sẽ đi vào cùng với các anh để hỗ trợ anh em là làm cái công tác chuẩn bị. Có máy quay thì không phải lo. Ngã là biết. Cứ xuống em đỡ. Nào, cái đoạn dưới này, đoạn đường trắng này, đúng là mình gấp nó lên được mà. Nhưng mà gấp lên nó xấu thôi, để thế cũng được. Nặng đấy không đơn giản đâu. Để gọn sang bên kia. Cái này không phải. Cái này không phải. Cái này anh để đây chứ. Đây mấy cái bao này. Sao lại mấy cái bao này đi đâu đấy? Không, mấy cái bao này tìm. Đây, thầy bê cái này ra đã. Cái này là cái gì? Chống không biết. Anh nhìn thấy có mấy. Đây. Dạ vâng ạ. Dạ. Em ở Hà Giang. Em là chuyển thẳng vào số tài khoản thôi nhỉ. Lê Thanh Long anh. Lê Thanh Loan. Chị có bảo gửi cho em nhưng mà em để em xác minh lại đấy. Nhiều phết thầy nhỉ. 100 suất cơ mà anh. Bên này anh có biết là ở. Cái này có phải không đấy? Đúng hết tất. Trong cùng đấy thì cái gì là của ông Hoàng thì không có, chỉ có cái xe thôi. Cho bà con lấy con hàng trước. Thank you.
Các bạn ơi, các bạn bê thùng to này ra đây. Cái này kệ để đây, cái này quần áo mà. Cho xuống đi, bây giờ lấy ra kiểu gì? Không có chút để. Đi mỗi lần các anh đi được có hai thùng này, bây giờ sẽ hết thùng xe anh. Ít quá. Vì gấu đỏ có vẻ nặng hơn. To hơn nhỉ? Đặt. Đây còn lại những cái này như là quần áo với lại đồ đoàn. Anh ơi, Hiệp ơi. Lên báo một thằng nhá. Run đang run đây. Đang sợ đấy. Đang sợ rơi xe đi. Lùi đi đâu ơi? Được lùi, được cắm, được vào số lùi là may lắm rồi. Nào anh em ơi, bộ hộ nhau tay để hàm ấy. Đây, cái này chưa. Khỏe không anh? Khỏe thật. Vâng. Tuyên mang ba lô về ở đây luôn à? Có mà, em đi theo để đi chơi luôn các bạn ạ. Tất cả những cái số quà đó là quần áo mới có cũ có của thư ký anh chị nhà hảo tâm đã gửi cho Tam Giác Mạch trong suốt một năm vừa qua. Thì trong mùa đông này thì Tam Giác Mạch cũng một công đôi việc luôn là sẽ phát cho bà con ở đây để bà con có được những cái tấm áo ấm có thể là cũ với người khác nhưng mà mới với bà con ở trên này thì bà con rất là thiếu. Thế nên là dù món quà có lớn có nhỏ thì bà con đều rất là trân trọng. Và trước mắt thì anh em mình sẽ phối kết hợp với các anh chị chính quyền địa phương tại xã Lũng Hồ phát cho bà con 100 xuất quà Tết đã. Mỗi một xuất quà trị giá là 300.000 mọi người nhé. Thì trước khi phát quà anh em mình cũng đã chuẩn bị. Mic rồi. Tập trung. Cho anh Nguyễn cái mic đi đâu. Tắt đi à?
có một bà con cũng mong muốn là Tết điện thoại ấy thì cắt đi. Ok. Và một số nhu yếu phẩm để nấu nướng trong dịp Tết, thì đây là một cái món quà về ý nghĩa của bác Chu Nguyễn và bác Vĩnh dành cho bà con ở xã Lũng Hồ. Thì thay mặt cho kênh, Tao Giống Mạch chân thành cảm ơn bác Vĩnh và bác Chu Nguyễn, chúc bác và tất cả khán giả một năm mới là an khang thịnh vượng và có nhiều sức khỏe để có thể đồng hành với các kênh ở trên vùng cao này, phần nào đó thu hẹp khoảng cách giàu nghèo hay là cuộc sống của bà con bớt phần nào khó khăn. Thì hôm nay vẫn tương tự là anh em YouTube ở Yên Minh thì có anh Tuyên, em Khâm, anh Hoàng và anh em trong nhóm Tao Giác Mạch cũng cùng nhau đồng hành để giúp đỡ Tao Giác Mạch là hoàn thiện cái chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ anh em mình sẽ chia kẹo và chia cái mắm muối này đã để vào tất cả các bao tải. Ở đây thì cái đơn vị mà hỗ trợ Tao Giác Mạch đóng quà thì cũng đã rất là kỹ rồi. Bên trong thì có một cái túi ni lông để đựng gạo. Mỗi một suất này sẽ là 10 cân gạo nhé mọi người nhé. Một thùng mì tôm và mắm muối mì chính các thứ. Và chỗ thầy Trung còn hỗ trợ anh em mình là một cái bao tải nữa để bà con, trong nữa là mình sẽ phân phát hết cho tất cả gộp vào đây. Sau đó là sẽ chia cho bà con và phát mì tôm. Thì kết thúc chương trình thì anh em mình cũng sẽ bỏ cái quần áo mà các cô bác gửi ra, xong là sẽ cho bà con lựa cái nào phù hợp với mình thì là mình sẽ lấy, còn không thì sẽ là người khác lấy. Thì anh Lê nhé, em trao đổi với anh một chút. Thì một suất quà của em chuẩn bị là 10 cân gạo này, một thùng mì tôm và một chai dầu ăn, một chai nước mắm, hai gói kẹo đây, và một gói mì chính. Đấy là tổng trị giá là một suất 30.000 không. Thế em nghĩ là để ngoài thôi nó đẹp hơn, bánh kẹo với những cái đồ kia bọn em cho vào đây luôn. Bây giờ đổi về xong thì nó không nhìn thấy gì đâu. Sau đó là mình sẽ phát mì tôm và tại bên trên tí nữa ai nhận thì người ta tự để vào thôi. Thế là hợp lý nhất thôi. Cho bọn em mượn cái bạt đi, xong là mình sẽ nếu mà để vào trong thì lại không nhìn thấy, sợ thiếu hay như nào lại không biết. Đấy là trong cái buổi ngày hôm nay. Bây giờ thầy em cầm đi, thầy Hoàng thì phát luôn. Dạ vâng. Đấy, chắc là các xóm là theo danh sách hết chứ đúng không? Vâng. Thế thì dễ rồi. Đọc đến ai là người nào. Vâng. Để đỡ phải chen lấn. Mỗi nhà hai gói nhé. Hai gói à? Hai gói. Hình như là hai gói, nếu như không nhầm. Cứ phát một gói đã. Hình như một loại một gói. Hả? 100 nhỉ? À thế còn cái kẹo kia nữa, còn không à? Hai loại. Vâng. À, cho một hai anh em hỗ trợ một tí nhỉ? Mấy anh em hỗ trợ một tí. Để đo lại cái chua đi. Cho đi mà. Ít bao chua mà ít bao mì chanh. Anh gọi người ra hộ em. Cho nên ý giả không? Tí lọc. Cho nên ý giả sức. Dầu ăn nữa đúng không? Dầu ăn. Là lên trên cái bao luôn. Ui dầu ăn mình lại làm ngược rồi. Dầu ăn thì khả năng bê ra kia luôn anh. Bê ra kia xong mình mở luôn thì mình cho vào luôn. Nó phải xách từng chai một thì lâu. Mỗi nhà sẽ một gói kẹo vào, có một gói. Đấy, đúng rồi. Đấy. Tóm lại là Tết là nó phải có tí kẹo thì nó mới... Trong đó có kẹo thì phải có bánh. Đấy, nó mới... Tâm lý nó phải thế nào. Để bên cạnh cũng được anh. Đấy, để bên cạnh. Hãy xếp bên cạnh. Dạ. Không thiếu đâu. Không thiếu đâu anh. Hai tải mà anh. Còn một tải nữa anh ơi. Còn chứ. Không. Ý là nó vẫn là kẹo nhưng mà nó sẽ là thuộc dạng khác. Màu khác nhau thôi. Thế à? Không, có mấy cái thùng này. Tóm lại ở đây mình cứ phát đã. Tí. Đấy, mình phát cho cái này vào được. Hôm qua là thầy Trung là cân đối hết rồi.
cứ đủ hai gói là được đúng không? Cứ đủ hai thứ. Cứ hai gói là được. Thế này xin phép là bước qua gạo một tí bởi vì không bước qua thì không được. Rất là bắt khó để di chuyển các bạn. Tại vì là nếu mà có loại khác thì mình đổi tí không lại. Vâng. Bà con chắc là đủ rồi đấy nhỉ? Ừ, 100 người thì cũng không quá là nhiều đâu. Những món quà này là của bác Vĩnh tài trợ anh Hiệp. Bác Vĩnh với bác Thu Nguyễn sẽ chia làm hai đợt, một đợt là 100 suất và một đợt là 50 suất và một đợt là 15 suất nữa thì mới hết số tiền đấy được. Tức nghĩa là ba đợt. Đợt 2 thì sẽ là về xã Đông Minh, đợt 3 là về xã Ngâm La. Đấy, sẽ chia làm 3 đợt bởi vì là cung muỗn là cho mỗi xã được được gọi là đón nhận tình cảm của bác Trung Nguyễn, bác Vĩnh một chút. Vâng. Đấy, san sẻ nhá. Tết mà, Tết thì phải san sẻ yêu thương. Món quà, có những món quà này thật sự rất là ý nghĩa. Để mà nói, mà đưa tiền cho bà con nhá là họ không mua những thứ này đâu. Đúng rồi. Chỉ mua thôi. Có thể những người ta chỉ đem đi chơi thôi. Đấy. Thế là mình cứ hiện vật thì người ta sẽ được phải nói là họ sẽ được tận tay những cái món quà đấy. Vừa là hai nữa là con cháu của họ cũng được sử dụng. Đấy. Khi mà mình mua những hiện vật như vậy thì nó thực tế nhất. Đúng rồi. Một số gia đình là họ không coi trọng đồ nấu nướng này đâu. Họ chỉ coi trọng có một gói muối thôi. là họ có thể là họ có để lựa chọn, được phép lựa chọn, chắc anh chọn muối trước. Đây. Rẻ mà được nhiều đúng không? Là được nhiều em. Mà nó là gia vị quen thuộc của nó sạch. Nó cũng là một phần về cái món ẩm thực Việt thôi, gia vị quen thuộc là muối không thể thiếu. Những thứ khác có thể thiếu nhưng muối thì không thể. Khẩu vị của người Việt Nam đúng không anh Hoàng? Không biết. Không lo, đây không phải là lấy ồ ạt nên không lo đến ai người đây lấy mà. Ở đây cho chai dầu này lên đi, cho sát nhau để kiểm soát nó dễ. Ngoài những cái phần quà như thế này nó còn có một thùng mì tôm ở bên trên nữa. Có đấy, không phải thiếu mà là... Cái gì à em, thiếu gì? Không, bị dư một chai này. Đây. Không bao giờ dư. Tinh nhé. Nó sẽ đủ rồi. Nghĩa là sẽ bị thiếu ở trong này. Nghĩa là thiếu thừa kìa. Ở trên này có hai gói kẹo là không gói bánh nào. Đâu bà. Đổi đi. Đấy. Anh em lên hỗ trợ ở đây đổi đi. Đây hàng cuối, hàng gần cuối này nè. Có hai gói bánh, còn ở trên hai gói kẹo kìa. Một bánh một kẹo đi. Nó đều. Lúc nãy tưởng là chỉ có hết. Ở đây này, đổ hết đi. Ok.
Đây có hai gói kẹo này. Đấy. Đây này, hai kẹo này. Ở trên rất là nhiều. Bị chia nhầm hai gói bánh, hai gói kẹo rồi. Bổ sung vào mấy đằng sau là chủ yếu. Đây, bánh đây này. Bánh đây. Hai bánh. Đây, tí mình sẽ căng cái bạt này ra. Hoa hết cả mắt nhiều quá. Nãy mới làm mình suốt cái thầy nhỉ? Ôi dồi ôi. Suốt thì chắc là loạn luôn. Kẹo đâu? Đâu hai kẹo thì đổi. Hai kẹo đâu? Có bánh này rồi thôi, bánh này đổi. Ờ đấy. Có, tóm lại là một bánh một kẹo. Bánh một kia một gói được chưa? Chính còn đâu? Chỗ nào mà không đủ kẹo thì mình bắt buộc phải hai bánh thôi. Mì chính đâu? Mì chính còn không nhỉ? Thừa à? Không thừa đâu. Mì chính đâu? Mì chính còn đây này. Đây đang thiếu đây này. Đang thiếu mì chính vào đây này. Không thừa đâu, bởi vì cân hết rồi mà. Sao mà thừa được? Không thể thừa được đúng không? Đây hai bánh này, hai bánh một kẹo rồi đây. Các anh phát kiểu gì nhỉ? Thầy đi tìm lại cái này khó quá nhỉ. Không biết là kẹo ở nhà nó, các anh kiểm tra kỹ lại đi. Ở đâu đây này? Còn một chỗ. Đúng, còn một chỗ. Bây giờ kẹo thì bị lấn đâu rồi? Thiếu cái gì anh Duyên ơi? Kẹo với bánh. À đây đây. À. Vâng đấy. Đây thiếu thừa hai bánh này này. À đấy. Đây mình chính có rồi. Bây giờ xem có sẽ hơi hoa mắt một tí nữa. Đến ai rồi nếu mà thừa thì cứ không được, không được. Không, khi mà trao rồi thì anh không thể lấy lại được. Anh kiểm tra luôn kỹ từ đầu thì. Thế là bị đuối ít kẹo à? Đúng rồi. Thì dễ hơn. Hai gói kẹo, hai gói. Mình kiểm soát được. Đây còn thừa hai bánh. Tí nữa là được trong thùng. Không, thế thì có một suất đang thiếu. Có một suất đang bị đuối một gói kẹo. Trong cái thời gian xếp thì cũng không thể nào mà kiểm tra kỹ hơn được. Khi mà các anh trao quà phần cuối cùng ấy thì các anh có thể kiểm tra, khi mà thiếu cái gì thì mình có thể kiểm soát lại từ đầu. Thì cái món quà nào nó bị thiếu thì mình để ý xem cái suất nào mà còn thiếu một gói kẹo. Rất nhiều cái suất thiếu kẹo ở đây này anh Hoàng. Đổi gói kẹo sang gói bánh đi. Và một gói mì chính. Anh để vào đây. Đây mày để cái đấy đi, để đó cái này đã đủ hai rồi. Đây, đây đủ anh. Đúng rồi. Đấy. Không bao giờ thiếu được. Nó cứ phải là chuẩn rồi. Đi xong là anh em mình chụp một kiểu ảnh lưu niệm đi. Đó, xong là. Hả? Gọi bà con đại diện một vài người đi. Đứng ở đây luôn à? Ờ, đứng. Ờ. Anh Lê hay là xin một kiểu anh lên lấy trước xong để các anh ấy trao quà cho. Theo những cái món quà thì có cả mì tôm nữa. Mì tôm, rồi cái này. Và một bao gạo 10 cân. Và một lọ dầu ăn và một chai nước mắm cùng với ba gói kẹo. Bây giờ là cầm mì tôm trước như này xong là để gạo lên. Rồi. Hỗ trợ. Nào Khâm, hỗ trợ đi. Đấy. Chúc mừng năm mới gia đình nhá, chị nhá. Happy New Year. Chắc là được. Cho lên cái này luôn, bê ly luôn. Không thì cho vào bao xong rồi ok. Xong là xe máy oánh cả cụm. Đây. Hỗ trợ chị mang ra xe luôn. Đấy. Nào, tiếp theo. Nguyễn Văn Huân. Chúc mừng năm mới chị nhá.
đặt lên luôn, đặt lên đây chị. Được. Chị cầm luôn. Đấy, hơi nặng một tí. Hơi nặng một tí. Chắc tầm vâng. Khoảng 25 30 cân thôi. Tiếp. Ừ. Rồi. Vâng, vâng, vâng. Đây à? Vâng. Rồi. Đây làm đâu? Nguyễn Văn Sinh. Đây. Vâng, vâng, vâng. Trong đấy quay quay cận là được. Những cái hỗ trợ đấy khác là. Chúc mừng năm mới nha. Cảm ơn nha. Rồi, mọi người đến nhận quà là vui rồi. Có những món quà này thì góp phần nào đấy cho bà con. Giúp đỡ bà con một phần nào đấy cái phần quà Tết thôi. Nguyễn Văn Viện. Quang này. Nguyễn Văn Viện. Đây là ai đây? Đại diện đây, Nguyễn Văn Viện đúng không? Đây. Đây. Đây là ai? Ngôn. Đây, chúc mừng năm mới anh nhá. Cố gắng nhá. Rồi, ok. Thầy cứ cho sẵn đi nhỉ. Vâng. Đủ hết. Nguyễn Văn Tinh. Đây là ai đây? Nguyễn Văn Viện. Nguyễn Văn Tinh đâu? Đây. Anh Hiệp ơi, cho bao gạo nhỉ? Vâng ạ. Gạo 1, 2, 3, thả nhé. Vừa cho vào vừa kiểm tra nhé các anh nhé. Yên tâm. Cho lên đây luôn anh. Trao luôn. Đây. Nào, cháu thả nhá, nặng đấy. Rồi, chúc các bác ăn Tết vui vẻ nhá. Từ từ anh nhá. Còn đây. Nào anh này hai tay nhá, không nặng đấy, nặng đấy nhá. Em cảm ơn. Rồi, chúc ăn Tết vui vẻ. Chúc mừng em. Chúc mừng ăn Tết vui vẻ. Chào chắc cơ. Không có xe. Không có xe thì anh thu xếp anh để lại nhé. Rồi những ai chưa có mặt thì tôi đúng gì? Thế này đi. Tính của em là như này. Nếu mà trong buổi sáng ngày hôm nay mình phát xong hết tất mọi thứ mà họ không đến thì mình trao cho hộ khác luôn. Bởi vì gọi đến lấy mà còn không đến được kịp giờ. Anh em một số là người ta ở rất xa thì không có xe máy thì đi di chuyển rất là khó. Bây giờ xa nhất là bản là gì nhỉ? Nậm Luông. Họ đi cả buổi không đến đây mà đến đây rồi anh đã lại chia cho người khác rồi thì rất là tội nghiệp anh ạ. Không đến thì sẽ dính. Mình báo từ buổi một từ hôm trước rồi mà. Biết rồi nhưng mà không thể nào mà sáng nay gói cơm đi được. Cố gắng. Trong ngày hôm nay đi. Còn trong ngày thì sẽ là nhờ hộ khác cầm về. Đấy là phương án. Nào, trong ngày hôm nay phải vừa trả quả. Chào phái thề à? Đây đúng không? Rồi, chúc mừng năm mới nha. Nào, chúc mừng tới vui vẻ. Đây anh bê một thùng mì tôm đây. Nào, cái này là nặng nhá. Vui nó lên. Vâng, chúc ăn Tết vui vẻ. Vui nó lên đâu. Thế cháy lọ. À, chị này nhận hộ à? Chắc là nhận hộ chồng đây, thôi. Chồng. Nhận hộ chồng. Tết vui vẻ nhá. Em nhìn thì em nhận hộ được không? Vâng, được anh. Được anh ạ. Đây à? Làm sao để mang cái quà ra để đặt ở đây nhá. Đây là Nguyễn Văn Minh nhá, anh nhớ nhá. Để anh đánh dấu vào cho em nhé. Nguyễn Văn Tuyên. Tuyển trước đi. Tuyển đâu? Tuyển đấy. À. Cho tuyển đấy. Anh chúc mừng năm mới nha. Mời trước à. Ê, Vàng Dũng Tuyên. Sướng quá. Vàng Dũng Tuyên. Không biết đọc tên anh. Có tên anh rồi nhưng mà sai họ. Tí lại được quả mang về. Tí lại được quả mang về. Đó, đúng rồi.
Nguyễn Thị Lệ. Nó chia rồi đúng nha. Lý Nga Hoàng. Nguyễn Thị Lệ nhận quà. Đâu Nguyễn Thị Lệ đây à? Chào Mỹ Xính chuẩn bị. Đây là Nguyễn Văn Bảo à? Ôi, bắt đầu nóng đây, rồi đấy. Chúc mừng năm mới nha. Phải cởi áo thôi. Nào, còn ai nào, nhanh lên nào. Tốc độ lên các bác ơi. Chúc mừng năm mới nha. Vâng ạ. Rồi, ra đây một tí đi. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Nào. Xì giò nha, cố gắng nha. Nguyễn Văn Vinh. Nào đây. Chúc mừng năm mới nha. Không sao nhưng mà đến đây mà gần thật này, gần nhá. Thôi đi, thả nhá. Mang ra xe đi. Vâng, gạo ngon anh ạ. Bạn ăn Tết vui vẻ nhá. Cảm ơn nhá. Rồi ok. Anh Huyên này trước học chưa học nội chú nhỉ? Anh Hoàng. Anh Huyên trước học nội chú đúng không? Ừ, ngày trước học nội chú mà. Em vẫn nhớ mà. Học cùng lớp với anh. Đây, chúc mừng năm mới nào. Nào. Ờ. Có nhiều đấy, anh nghĩ là nhiều hơn đấy. Những người biết nhớ mặt thôi, còn anh Huyên thì là biết tên, nhớ mặt. Đâu anh ơi, dịch về đây một chút. Chảo Mỹ Trơ, tên hay nhé. Anh đọc hai người đi. Chảo Mỹ Trơ xong tiếp theo đằng sau chụp tí thôi. Tiếp theo Nguyễn Văn Quán. Phải ơi. Đây Chảo Mỹ Trơ, về đây. Tập trung lên nào, chúc mừng năm mới. Cất điện thoại đi. Cất lút tỉnh đi. Ô lút tỉnh. Ô. Nào, y ô phách. Xin gió mấy chị. Rồi. Chờ một chút nha, chờ một chút nha. Sợ nhầm. Ra đây anh ơi, mình chỉ tránh cái sợ phát nhầm cho bà con phát người từ đầu ra hết đi. Còn cho thì đã là cho thì không tiếc rồi, cho ai cũng vậy. Chúc mừng năm mới nha. Nào, ăn Tết vui vẻ. Rồi, chúc ông ăn Tết vui vẻ nha. Đây là ở Nậm Luông các thứ bên kia. Sắp Giang Quảng Long. Ở đây cháu. Đây là Nhân Hồ đúng không? Đã. Chỉ có mỗi thôn đấy thôi. Nhớ gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình Nhân Hộ nha. ok. Thôn mình hết cho anh ơi. Từ ai Nhân Hộ, anh Nhân Hộ đi gọi đi. Ai Nhân Hộ anh xác nhận hộ nhé. Anh không xác nhận hộ bọn em không biết đâu. Cô đợt đi miền Trung mấy. Anh em không biết đâu. Xuất quà à rồi. Tại là anh ấy đó. Xuất quà mà nó lớn nhá, nó khoảng 500 nữa, không phải 300 nữa đâu. Nguyễn Văn Thanh. Cả hôm nay được cả cái phường ra đấy hộ. Cả cái phường nó ra nhà văn hóa nó. Đọc lên tên sau đi anh ơi. Ừ. Đây, chúc mừng năm mới cô nhé. Thì đúng rồi. Nguyễn Văn Quý à. Vâng. Đây. Nguyễn Văn Hoàn đến chưa? Thiếu ai giơ tay lên nhá. Nguyễn Văn Hoàn. Ấy đó. Tên hay đấy. Năm mới, từ nhá. Còn cái này nữa nhá. À được. Ok. Lưu Dung Gấu nào, về đây nào. Đây, chúc mừng năm mới nha, tươi lên, cười tươi lên. Xem ai nhận hộ được không? Ok. Đây, cho một bao gạo, một thùng mì nữa. Anh nhớ nhá, những cái quà anh nhận hộ thì... Giải quyết cho hết góc này. Tên người Mông thì quanh quẩn nhỉ, quanh quẩn mấy cái tên đấy này. Tủa quả. IOP mua đó. Bó với mua này, nhiều tủa cũng nhiều. Bó là nhiều nhất nhưng mà hoàng thì ít. Hoàng. Tuyền còn ít nữa. Lúc nãy thấy gọi hai tuyền đây. Tuyển.
Tuyển. Tuyển là em của thằng Tuyên. Mừng năm mới nha ông nha. Vâng. Mừng nào phải ra đi cầu. Hết chưa anh thôn mình hết chưa? Giang xó xe là hết rồi đúng không anh? Tiếp tục còn thôn nào nữa nhỉ? Nhanh lên chị ơi, xe xe mới gì mà nào, đang báo người yêu là hôm nay được quả tế. Dạ. Vâng. Mặt bà con cảm ơn anh và các nhà hảo tâm. Vâng ạ. Có sức quà và giúp đỡ bà con. Vâng vâng. Được cái ấm cúng. Vâng. Gia đình thì. Vâng vâng. Em cảm ơn thay mặt gia ơn dân thì cảm ơn các anh. Dạ vâng vâng vâng. Vâng ạ. Anh thông báo bà con nhé. Giang chủ cớ đâu? Cớ à? Đến anh cớ rồi. Giang chủ cớ à? Đây, chúc mừng năm mới nha. Nào, IOP ăn Tết vui vẻ nhá. Sùng mít cớ à? Giang chủ cớ xong lại sùng mít cớ đúng không? Anh đọc to lên. Ai nhận rồi anh lấy đâu mà? Vào đấy. Chuyển. Sùng mít cớ chưa lấy thì từ đấy đâu. Ai nhận rồi thì tích vào. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Nào, ăn Tết vui vẻ. Ừ. Tên của anh ở bên kia thì anh phải quay mặt sang bên kia. Tết của mình thì họ chỉ chơi nghe được. Tết âm là họ chơi được. Anh đứng hẳn ra bên này đi để cho bà con đi nghe. Dễ vào đây. Người chơi thì vẫn chơi mà người đi làm nương vẫn đi. Này, chúc mừng năm mới nha. Như đội đường thượng thì khả năng là nó sùng chủ tòa đấy nhờ. Tết nữa rồi. Bây giờ nó ăn xong rồi. Xong đến mình ăn Tết âm nó làm nương rồi anh nhỉ. Sùng chủ tòa đấy. Ăn tây luôn. Say. Tập trung vào đi. Dạ. Chúc mừng năm mới nha. Nào, ăn Tết vui vẻ nhá. Vâng. Chung với bữa. Nhớ đây giúp anh nha. Xem dần vui mít trí. Lù mít trí à? Vui mít trí đâu? Đây tất cả là 80. Vui mít trí đâu? 84 suất, 16 suất, 16 suất cho 2 bà người. Chào thì má đâu. Có nha. Với lại 2 bà cháu ở một mình. Không nhớ tên à? Vâng. Rồi, chúc mừng năm mới nha. Vâng. Rất là đẹp trai. Dạ mù lắm. Vâng. Ok. Sắp đến rồi đấy. Chuẩn Nguyễn Văn Khâm chuẩn bị. Vâng, trong này thì em cũng theo dõi là cũng có rất nhiều đợt vào rồi. Thôn mình có bao nhiêu hộ ấy? Vừa mới già đâu? Chưa có mặt. Chuyện Sùng Mino. Vâng. Sùng Mino nào? Tên gì đây? Sùng Mino đúng không? Giang Mỹ Phứ. Tưởng bác này. Không. Chưa lên tên. Giang Mỹ Phứ à? À, chúc mừng năm mới nha. Nào, 1, 2, 3. Lấy hộ à? Giang Mỹ Cơ. Rồi. Sá báo này. Dân ở đây biết nói cảm ơn. Đây sá báo à? Được, em đi phát ở đâu. Tết vui vẻ nha. Nhặt xong về thôi. Không thấy cười gì cả. Cho quà không thích. Giang Trá Xính.
Đây, chúc mừng năm mới nha, chúc ăn Tết vui vẻ. 1, 2, 3. Có người nó còn nói mình tên luôn. Sung chú chư. Cái gì? Đây, chúc mừng năm mới. Nào, 1, 2, 3. Xì nha. No. Đây à? Còn này nữa. Nhận của ai đấy? Nhận hộ à? Sông Nhi Ly. Sông Chư Chơ. Chúc mừng năm mới nha. Nhận hộ nữa. Sớm ạ. Ồ, sớm ạ, chím ạ. Sông Chư Chơ. Cho tao ở ngay là chứ hết rồi nè. Sông Chư Chơ chứ tao lo là. Lấy hộ nữa. Đây là lấy hộ luôn. Và anh em lấy hộ một phát đỡ được. Lấy hai cho hai con đấy. Chí người già. Sung sáu báo. Đến tên chưa? Qua rồi. Đấy, ai chưa đến thì sung sáu báo. Sung số báo rồi. Có được. Chơi say mà. Đón đi. Sung sáu báo đi nào. Đấy đó. Cái này của anh trưởng thôn. Anh cầm một. Tí nữa lượt sau. Bởi vì vừa mất lượt xong. Sung mi lệ. Sung sẽ sung. Đây, chúc mừng năm mới nha. Khoảng lớp mấy rồi? Lớp 6. Ở đây luôn đúng không? Ừ, bố đâu? Bố nhỉ? Không đi lấy được à? Thế tí nữa ai trở về cho? Sùng chía gì? Sùng xe súng. Ôi, không phải cho anh một quà một phần nữa đấy. Sao trở được? Nặng đấy. 20 kinh ấy. Đi xe đạp hay xe máy? Hay là vác thôi? Xe máy. Sùng chứ lên. Không. À, bố đây về lấy thôi đúng không? Ý là mình nhận ra cái bố đón đúng không? Đúng. Ừ. Chúc mừng năm mới nhá. Chúc anh em nhá. Tết vui vẻ nhá. Vui vẻ nhá anh nhá. Lấy hộ anh. Sùng mí mù à? Đây, sùng mí mù luôn à? Tên này chắc là ông đặt rồi, không phải bố đặt rồi. Mới nhá. Sùng mí thề. Sùng mí thề. Tên mình giật mình luôn đúng không? Lấy hộ thôi. Sùng cơ xá. Sáng nay được cốc nào chưa? Được cốc à? Chắc là chưa đâu. Cốc nước. Rồi, chúc mừng anh nhá, chúc anh Tết vui vẻ, chờ một tí anh ạ. Vào. Đây, chúc mừng anh nhá. Cảm nhá. Sông Mỹ Phua. Chúc mừng năm mới nhá. Em nhá. Cảm ơn anh. Sông Chá Vàng. Anh đọc tên to lên, tại vì là... Sông Chúa Vá. Sông Chúa Vá đây rồi. Chúc mừng năm mới nha. À, Tết vui vẻ nhá. Đây, mấy hộ chưa đến thì anh... Sùng Mỹ Cớ đây. Sùng Mỹ Cớ đây rồi. Sùng Mỹ Cớ à? Đây. Đẹp trai nhất nhà. Đâu xe đâu để chú mang ra xe cho? Hay là để đâu? Được à? Được. Là nương mạnh lắm. Riêng đội này cóng 3 viên gạch, 17 cân. Mỗi viên 17 cân, thầy phải nói rõ. Vâng, mỗi viên 17 cân. 3 viên gạch, mỗi viên 17 cân. Đây, lấy của ai đây? Lấy của Vừa Mỹ Chí. Vừa Mỹ Chí. Đây là con, đúng không? Vừa Mỹ Chí. À, tưởng Vừa Mỹ Chính. Nó chưa dùng hả? Ờ. Nó có ngã không? Để ok chắc là. Vừa Mỹ Già. Ờ, hai suất luôn à? Ok. Hai suất à? Vàng Mỹ Co chưa đến à? Vàng Mỹ Co nhận hộ luôn đi. Anh Khâm cho vào đây luôn. Những quả phần nào anh nhận hộ, anh đánh dấu là nhận hộ vào đây. Tí nữa anh đỡ quên. Còn một chỗ này của anh kia, hình như anh đang đứng chờ, không biết tên là gì. Tốt quá rồi. Đây này. Anh áo đen đây này. Phải, không phải thôn mình à? À, hết chưa? Hết rồi. Đấy, ok. Còn thôn nào nữa nhỉ? Hai thôn này. Còn cái thôn này là thôn để à, cái này là 15 suất là của... 16 suất. 16 suất là của anh. Đủ 16 suất không? 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, chuẩn luôn rồi. Không xịt tí nào. Không xịt tí nào. Đặt ra để bà con lựa quần áo. Vâng. Vâng. Em sẽ giải bạt để cho những quần áo này để anh bảo bà con ở lại và sẽ lựa những cái quần áo nào phù hợp với mình. Dạ, vâng. Vâng. Chúc mừng năm mới nhé anh nhé. Chúc mừng năm mới nhé anh nhá. Đi, triển khai luôn cái phần này đi. Triển khai luôn phần 2. Cái này những phần quạt nào của bà con nào anh nhận hộ thì anh nhớ nhé. Để tiếp tục cái giai đoạn thứ hai là anh em sẽ chuẩn bị trong cái hộ mấy cái xuất quà kia để gọn ra trong thôn để cho bà con lựa những cái bộ quần áo mà khớp quý các bác anh chị gửi qua kênh để giúp bà con cho bà con ra giữa lựa. Mặt nào nhỉ? Mặt nào được mà cái này không trọng. Trọng ơi, để đâu ấy? Để gọn nhá, không tí nữa người ta không tìm thấy là hơi dở đấy. Đâu nhỉ, anh trưởng thôn nào nói tiếng Mông giỏi giỏi tí, à tiếng Kinh giỏi giỏi tí. Có bác trưởng thôn nào nhờ một hai anh thanh niên về hộ của em một tí thôi. Còn con dao chém nhỉ, để em đi tìm dao thành. Anh nói tiếng Mông giỏi đúng không? Hộ tí đó cả. Trao đổi với bà con đây là quần áo cũ có, mới có của các bác gửi lên. Thì mình không tranh cướp, không giành giật. Cái nào phù hợp với mình lấy, phù hợp với người nhà mình lấy, còn không mình để nhẹ nhàng sang một bên cho người khác lựa. Đấy. Và mình cũng không lấy quá nhiều để người khác lược lấy nữa. Đấy, bảo thế. Tóm lại là không tranh cướp là một hình ảnh đẹp rồi. Mình trao đổi là như thế. Thôi chuyển thôi, triển khai thôi. Mình rú cái được mà trong lúc nãy rú được mà. Anh em để ý nhá, có cái phong bì thì giữ lại nhá. Hả? Đang nói đến đúng luôn. Cái đấy chắc là cái mic rốt của em thôi. Mic rốt. Cái mic của em. Cái này cầm lại, cái những cái phong bì thì mình sẽ cầm lại để tí mình đọc tên. Đồ vứt gọn gàng nhé, đừng có vứt linh tinh xong đến lúc là bị trôi đấy. Vâng. Để quyết nào để bà con lấy à? Cứ để bà con thôi, tất cả để đấy hết. Chắc chắn sẽ bị tranh nhau. Cứ mình thấy bác không nào cứ để tí xem mình ưu tiên được bác nào được không? Cho bác nào ấy. Bác nào mình thấy ấy một tí thì mình cho. Ừ, hôm qua dầu gội thủng thật bảo sao mùi thế. Dao đâu nhỉ thầy ơi? Đây. Anh chỉ việc ăn và cắt thôi. Dạ. Anh cắt. Ai lấy ạ? Ai lấy ba lô này thì đựng luôn nhá. Có một thùng là quần áo mới đét, áo khoác, áo choàng luôn. Áo ca sĩ luôn. Đây có một đôi dép rất là đẹp. Có một cái cặp. Từ từ bác ơi, bao giờ xong đã? Chưa nhá mọi người nhá. Từ từ lấy những cái bật chả. Anh em bỏ xuống đi, từ từ đã, bình tĩnh. Cứ để đây xong chia thôi. Bình tĩnh nha anh em. Để xuống đi, để xuống đi. Chia từng người đi lại không tính. Mọi người đứng xa ra một chút. Chí Mão, Chí Mão. Bên một lóc tà cho. Con dao đâu? Dao dao bây giờ đấy thầy Hoàng cắt đi xong là lò sách à chị sư phụ. Tóm lại là tranh nhau đây này, cái này là quần áo đẹp này, cái này là quần áo mới hết này. Bình tĩnh anh ơi, chưa vội đấy nhá. Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh nhá. Đây quần áo mới hết. Mới đẹp này, đẹp này. Đây quần áo mới nhá mọi người nhá, đó là dép nhá. Quần áo mới đây, một túi này là một bộ nhá. Thế mà mình không biết nhỉ. Cái này giữ nào cũng được hết anh ạ. Để mấy nữa phát quần chù lủng đi. Thôi, cái này quần áo tròn rồi mà. Cái này tiểu học mà, cái này giữ lại nhá. Cái này giữ lại để mấy nữa
và phủ chi lục. Cho một cái tải. Hả? Hả? Vâng. Cái này mấy nữa em đi phát cho học sinh. Dạ. Mọi người ở bên kia bình tĩnh nhá. Khi nào mà giải xong em vào chọn nhá. Cho em mượn tí anh. Đây thôi. Nhiều đồ đẹp lắm. Thật mà. Đây quần áo rất đẹp. Đồ đồ anh đổ tất ra. Ô khẩu trang khẩu trang. Khẩu trang khẩu trang. Khẩu trang vải thôi, không phải. Không phải có xe đâu. Cái xì lý là không bao vào đây đâu. Đây váy đẹp đây. Anh bóc vào đấy. Các bác để tiền ở đây thì mình phải thông báo. Đây quần áo rất đẹp này. Tiếp tục à. Cho anh mượn dao một tí nào. Dao đâu thầy nhỉ? Dao đây 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 đây. Có gì không? Em chưa kiểm tra hết đâu. Cứ đổ ra đi. Đây, bên dưới này toàn quần áo mới thôi này. Mới này. Góc nào chưa? Ui, cái này sạch. Cặp này cặp. Ở đây là gồm có cả quần áo mới và có cả quần áo cũ nhá. Ai lựa chọn cái nào phù hợp thì mình lấy nhá. Còn không thích thì để sau bên, đừng ném vứt đi nhá. Cặp mới đấy. Đừng ném vứt đi nhá mọi người nhá. Đâu trưởng thôn đâu. Đây, để ông anh đi. Đây con gấu đẹp này. Người thầy vứt thế. Này là pha cà phê. Đây là tiền hay là thư à? Chất thư. Anh ơi bình tĩnh đừng làm thế, tí nữa mọi người chen lấn. Chia nhau, chia đều nhau nhé mọi người, bình tĩnh nhá. Được chưa? Hết giờ. Thư bà viết thư. Thái Nguyên đúng không? Được chưa. Thư để anh mang về anh lưu niệm. Bà không nghe thôi mình cứ phát đi. Nhá xong nhá, bây giờ là để bà con lựa. Ừ. Đừng sâu quá là được. Sâu quá là lâu quá chạm lựu đạn. Ấm chén nhé. Bây giờ này nhá, cùng nhau lựa chọn tí, sẽ cùng nhau dọn dẹp để trả lại mặt bằng cho xã nhá, sạch sẽ nhá. Không phải mình lấy xong là mình cứ về để cho anh em ở lại dọn là không được đâu nhá.
Tôi xem vào ok chưa? Em ơi, cái này tí nhá, bảo anh em xem là lựa chọn những cái nào lấy được thì lấy, không là không lấy thì nhờ các chị các anh ở đây gom lại cho vào cái túi này. Chắc chắn là lấy hết thôi, bởi vì là sẽ không vừa mình thì vừa người nhà mình. Đấy, nó là như vậy. Không thì đến lúc các anh chờ nhau một tí. Không thì đến lúc các anh ấy mang quà từ những nơi khác đến này, các anh ấy lại đẩy thu gom này, là các anh ấy cũng vất vả. Rồi nhá, bây giờ mời bà con nhá, bà con đi. Hơi hẹp một chút, mình dài rộng ra một chút nữa thì nó sẽ hay hơn. Hơi hẹp một tí anh ạ. Bà con bàn sẽ tự nhỏ. Bàn mà rộng hơn một chút nữa thì hay. Nhỏ đợt 20 kìa. Nhưng mà đợt đấy gọi đông quá. Đông quá cuối cùng là người ta... Không đủ đúng không? Không, người ta lấy thì kiểu tranh nhau, giật nhau ấy. Mà đúng rồi. Đấy, nó chật quá thì ra là một số người là chen lấn với nhau, có người thì được nhiều quá, có người thì lại không được gì. À, thưa với cô chú anh chị một chút thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì anh em Tam Giác Mạch cũng mang tất cả các bọc quần áo của cô chú anh chị trong suốt thời gian vừa rồi mà gửi đến Tam Giác Mạch mà Tam Giác Mạch chưa lên hình, thì hôm nay tiện trong chuyến phát quà Tết này thì anh em mình cũng mang. Bởi vì phần lớn là quần áo ấm của các cô chú gửi lên, và bên cạnh đó là có quần áo mùa hè cũng có. Thế nên là hôm nay một công đôi việc thì anh em mình sẽ giải phóng. Đây là gọi là giải phóng, tức nghĩa là gì? Là mang tất cả những cái tấm áo ấm mới, cũ của các cô chú. Thì Tam Giác Mạch chưa kịp đọc tên bởi vì là cũng phải gấp gáp cho bà con để bà con về làm nương nữa. Thì mọi người yên tâm nhé, tất cả các suất quà, các thùng quà, thùng quần áo cô chú anh chị gửi lên thì anh em mình đã mang đến để trao cho bà con rồi. Và hiện tại ở nhà Tam Giác Mạch thì chỉ còn 1-2 thùng của A Lúa, rồi là của Tủa Điếc thôi, và của em Thăng thôi. Còn tất cả cô chú ấy đã có mặt ở đây hết rồi. Thì mọi người có thể xem thì biết đâu đó đã nhìn thấy những cái món quà mình gấp gọn để gửi lên vùng cao. Đấy là như vậy. Đấy, đang nói thì hết pin. Rất hay và rất ý nghĩa khi mà có những cái món quà này, thật sự là với mình thì nó là quần áo cũ bình thường, nhưng với bà con ở đây thì khi mà cái nghèo đói của họ vẫn còn đeo bám thì những cái món quà như là quần áo này rất là ý nghĩa, thật sự là bớt đi một phần nào đấy kinh tế của họ trong cái thời gian dịp Tết. Đa số bà con là khi mà gần Tết đến xuân về thì người ta sẽ chuẩn bị một cái món quà cho các cháu nhỏ, đúng rồi, để là các con, và trong đó còn là có cả người lớn nữa. Nhiều lúc là các cô gửi lên là mình cũng muốn lấy, nhưng mà thực tế mình chủ kênh, mình đi làm thiện nguyện thì mình không nên lấy. Không nên lấy và cũng không quá cần thiết là phải lấy, đúng không? Các cô vẫn bảo là cái nào vừa các con cũng lấy mặc được, nhưng mà mình nghĩ là mình đủ hơn mọi người, bởi vì mình ít nhất mình có 3 bộ 5 bộ, nhưng mà họ chỉ có 2 bộ thôi, thì mình cái điều đấy là tâm sự ở ngoài lề với mọi người thôi, chứ thực tế là tất cả đồ các cô chú gửi lên đều rất là mới và rất là tốt. Nói chung là còn tốt thì các cô chú mới gửi lên, đúng chứ rồi. Không phải là như mấy vụ trên báo chí là gửi rẻ rách hay là gì đâu nhá mọi người nhá, không có cái chuyện đấy đâu. Bà con trên này thật sự còn rất là thiếu. Khi mà có những cái món quà này thì bà con thật sự họ cũng rất là phấn khích. Đấy. Anh em mình vẫn hay nói với nhau mỗi chuyến thiện nguyện như thế này, tổng kết lại thì điều ở lại lớn nhất, mà điều mà ở lại gọi là lâu nhất với anh em mình vẫn là nụ cười của bà con thôi. Bởi vì là có lẽ là người ta đã đón nhận được một cái điều gì đó từ những cô chú anh chị gửi lên từ rất là xa, không phải là tình thân ruột thịt gì, nhưng mà vẫn có những cái món quà gửi đến. Dù đối với nhiều người nó là cũ thôi, nhưng mà đối với bà con và đối với những anh em làm thiện nguyện như thế này thì thật sự rất là quý. Bởi vì là nụ cười của mỗi con người thì không phải tiền mua được đâu, khó, rất khó để mua được bằng tiền.
tay bà con thì anh em mình cũng cảm thấy mình cũng thứ nhất là mình hoàn thành cái tâm nguyện đó. Đúng rồi. Đấy. Thứ hai nữa là mình cũng thấy bà con vui trả lại cho mình một cái nụ cười, mình cũng thấy sự báo đáp của bà con đối với mình nó như quý giá như thế nào. Đấy. Đi một số các cái điểm ở vùng sâu vùng xa hơn nữa, khi mà cái nghèo đói nó còn thật sự phải nói là nó ở tầm tầng lớp gần như là thấp nhất rồi. Đấy. Thì khi mình trao những quần áo này, họ có những người ta ý thức người ta không được tốt. Nhưng mà về đến hôm nay anh trực tiếp về với xã này thì họ cũng ý thức họ cũng rất là tốt. Cái mà mình thấy thực tế thôi. Để tí lùi xe vào cho lên xe chồng ạ, những cái bìa ấy. Cho lên hết đúng không? Không, bán sắp vụn được cái gì đâu. Được mà, không sao, tại vì chỗ này là được một anh em mình ngồi uống nước đây, không đơn giản đâu. Bữa trưa thì không được, nhưng mà thứ nhất là để bảo vệ môi trường, thứ hai nữa là có anh Hoàng ở đây rồi, anh là một chuyên gia về vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường rất lịch sự. Không, tí nữa bà con khác cho vào thùng, bà con mang về hết mà. Những cái bao này để cho bà con đi, thật sự là họ rất cần. Cháu ơi, cứ để đấy cho bà con lấy hộp đấy, tí nữa còn dư thì mình hãng dọn. Cháu ơi, có người họ lấy để hộp cho mà. Họ lấy cái bao ấy, họ lấy cái bao họ đựng ấy. Em cứ để đấy đi, tí nữa họ cần họ khác lấy. Không, tí nữa mình xong mình dọn mà. Mình còn ở đây mà em. Mình chưa về đâu, bao giờ bà con về hết mình mới về chứ. Mình còn ở đây mà mình sẽ là người cuối cùng, muốn là nụ cười của anh. Mình đến đầu tiên và mình sẽ về cuối cùng. Rồi. Anh Trọng cũng là chăm thôi, nhưng mà không sao. Cố gắng dọn hết xác họ tàng đi. Anh em mình đang chờ đợi một cái điều gì đó từ bà con. Từ bà con. Thật sự rất là vui và hạnh phúc khi mà những món quà này đến với bà con. Quá là ý nghĩa luôn. Đấy, như chú này hôm nay là có bát mới nhá. Đọc mãi không bao giờ hỏng luôn. Thực ra bà con họ không có, một số là họ không có dùng bát đâu nha. Họ dùng một nồi, chìa, không là nồi trong cái đồ múc thôi. Mình đi mình cũng tuyên truyền rất nhiều, nhưng mà do cái phong tục của họ, nó ăn sâu vào cái đầu của họ rồi. Từ bé bé đã như thế rồi. Mình đi thì có thể là họ bày mâm cùng với mình ăn thì họ dùng bát, nhưng sau đó họ lại trở lại cái quỹ đạo ban đầu. Đấy. Rất là khó để mà thay đổi cái điều đấy. Một số các anh em mà đi học ấy, người ta biết một chút thì họ có thể thay đổi được, nhưng với điều kiện là nhà họ ít người. Đấy. Còn nhà mà vẫn đông người thì vẫn cứ trở lại theo cái phong tục, rồi là họ cứ đổ tội cho người già đã như thế rồi, người trước đã như thế rồi thì bây giờ vẫn như thế. Rất là khó để mà thay đổi. Đúng lại là từ đời ông tao như thế rồi, bây giờ tao không thể thác được. Nhưng mà cái thay đổi thì nhìn thực tế nhá, nó mang lại cho họ một cái lợi ích rất là lớn, nhưng mà cái đấy họ không nhìn và họ cũng không, nhiều người là người ta cũng không cần biết luôn. Đấy. Mình là người đi trải nghiệm thôi, nhưng mà mình nhiều lúc mình còn lo hơn cả họ, lo cho họ. Bạn mình chứ. Người dân người ta còn bạn của người dân người ta còn nói thẳng là chúng tôi không cần, mà sao can thiệp sâu quá. Đoán plan nhiều cái. Đúng. Ví dụ như bắt người ta nuôi bồ câu, mình là mình đi cho người ta để người ta phát triển kinh tế, nhưng người ta là cảm thấy là mình đang bắt người ta đang làm phiền đấy nhỉ. Rồi là mình sẽ đi đến kiểm tra định kỳ. Đúng. Mặc dù là không có thì mình cũng không nói gì đâu, mình chỉ phê bình người ta bằng lời nói thôi. Nhưng mà người ta mình thì mình muốn tốt, nhưng mà mình nhiều lúc lại giám sát nhiều quá. Trong thôn người ta bảo là các anh can thiệp sâu. Đổi máy. Chắc thế. Dài quá, tí nữa bế mạc phát là đường. Cắm sạc đi. Quay thế thôi, quay đi. Quay thế thôi, dừng thôi. Thẳng đường cam tung trước giờ. Chờ đội học sinh ra nữa mới hết này. Đấy. Dạ vâng. Vâng, ok bà, cái gì mà cháu mình tới gọi thật sự bà nhé. Con đang trong phòng. Dành nhiều thời gian tích mà liên tục. Em đi lùi đằng sau này để cứ theo anh em thôi. Cứ làm đi. Cái gì mình thích họ cũng sẽ thích. Rồi, ok bà nhé. Giờ đi vào đây.
Bạn này bạn ai? À, hiện tại thì mấy anh em mình đã bàn giao xong, không phải bàn giao mà là phát xong tất cả 100 xuất quà dành cho bà con. Và thứ hai là số quần áo mà cô chú anh chị gửi lên cho Tam Giác Mạch thì bà con cũng đang rất là vui mừng để lựa cho mình và lựa cho người thân của mình nữa. Thì tổng kết cái chuyến đi ngày hôm nay thì ngay mình đã hoàn thành cái mong muốn của bác Chu Nguyễn và bác Vĩnh. Thì một lần nữa thay mặt cho bà con, bản thân kênh Tam Giác Mạch gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới hai bác và các nhà hảo tâm đã đồng hành với kênh trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay sự hiện diện của em Khâm, anh Tuyên và anh Hòa thì qua đây bản thân kênh cũng chân thành cảm ơn các anh em đã hỗ trợ hết mình để cái buổi phát quà ngày hôm nay thành công rực rỡ. Và hy vọng rằng trong năm mới sắp tới thì tất cả quý khán giả sẽ tiếp tục đồng hành với tất cả anh em mình, em Nắng Mai, Hoa Cổ Núi và A Hoàng để anh em mình có thể có nhiều chuyến đi như thế này nữa và bà con sẽ được đón nhận những tình cảm của quý khán giả nhiều hơn nữa. Đó. Anh em có chia sẻ gì thì cũng chia sẻ luôn. Cũng xin cảm ơn hai bác rất là nhiều đã tài trợ những cái món quà rất là ý nghĩa gửi đến cho bà con vùng sâu vùng xa. Một lần nữa Tuyên cũng xin gửi lời cảm ơn tới hai bác và tất cả anh em đã đồng hành với nhau. Xin chúc tất cả mọi người một sức khỏe và một năm mới an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn. Và xin mời anh Khâm đi. Rất là vui khi ngày hôm nay được đồng hành cùng anh Điệp, anh Tuyên và anh Hoàng. Phải nói là anh em mình trong một cái không khí đầu năm như thế này, mọi người rất là vui, phấn khởi với anh em mình, rất là vui. Đầu tiên thì Khâm cảm ơn bác Vĩnh và bác Chu Nguyễn có những sự tài trợ cho bà con trên bản Nam Như Tiên. Thì Khâm cũng rất hân hạnh rằng là thời gian tới mong rằng bác sẽ luôn luôn đồng hành kênh và đặc biệt là quan tâm đến bà con trên vùng Nam Như Hà Giang của anh em chúng con. Đấy, và năm mới Khâm chúc tất cả quý khán giả, nhà tâm bên trong và ngoài nước luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp thật nhiều niềm vui như là may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Vâng, thật sự một lần nữa thì cháu được đồng hành cùng em Hiệp và anh Tuyên và em Khâm và kèm của anh Hiệp thì rất là vui và cháu cũng cảm ơn bác Vĩnh và bác Chú Nguyễn và cũng đã tài trợ cho bà con ở trong vùng sâu vùng xa và những cái phần quà và những cái bác và gửi những cái phần quần áo thì hiện tại bà con đang lựa cũng gần là xong. Và cháu Hoàng cũng cảm ơn các bác và rất mong các bác sẽ quan tâm bà con vùng cao hơn nữa và có những tới này thì anh em sẽ có đồng hành với nhau và có những chuyến đi gắn bó hơn. Và xin cảm ơn các bác và chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Anh em cũng xin phép dừng cái video này tại đây. Một lần nữa là cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại trong những cái nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Tình hình thì cái chương trình thì cũng đã diễn ra xong rồi. Quên rồi ơi. Các lãnh đạo cũng bận hết thì cũng muốn nhờ anh thông qua cái video này anh gửi thay mặt bà con có một cái vài điều chia sẻ lại với các nhà hảo tâm cũng như là khán giả. Rồi, anh đứng trên này quyết đây. Quyết kìa. Về đây quyết. Trước hết thay mặt trước hết thay mặt cấp ủy chính quyền xã Lũng Hồ thì cảm ơn các nhà hảo tâm đã đến ủng hộ bà con những cái món quà đặc biệt ý nghĩa ngày hôm nay cho những hộ khó khăn vùng sâu vùng xa. Thì trước hết là cảm ơn đơn vị tài trợ là bác Vĩnh và bác Chu Nguyễn đã ủng hộ những tấm lòng vàng đến gửi gắm bà con ăn Tết đầm ấm và có những ý nghĩa đối với bà con nhân dân. Thay mặt lần nữa thay mặt cấp ủy chính quyền xã cảm ơn các anh em ngày hôm nay đã chia sẻ, đã đến động viên bà con nhân dân xã ăn Tết vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Chúc anh và bà con một năm mới thắng lợi mới. Vâng, sức khỏe rồi dào. Vâng, cảm ơn các anh. Vâng. Hy vọng tiếp tục sẽ được đồng hành cùng xã Lũng Hồ. Vâng. Và đến sang năm 2023 thì chúc chú cùng các anh, vâng, mấy anh em trong đoàn, đặc biệt là thông qua chỗ chị Ngân, vâng, phó văn phòng ủy ban huyện, vâng, đã gửi những tấm lòng
đến xã Lũng Hồ và chúc riêng chị Ngân sức khỏe năm mới dồi dào và gặp thành công mới. Cảm ơn. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe. Vâng, chào anh.